Anabim xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài công cụ để các bạn có thể điều chỉnh, chỉnh sửa các khối group trong phần mềm Formit. Trong bài học lần trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách để tạo ra một khối group nó như thế nào. Đó là các bạn sẽ quét chuột toàn bộ đối tượng, kích chuột phải và các bạn sẽ thấy có công cụ Create Group ở đây. Trong clip lần trước, mình cũng nói rằng việc group khi chúng ta biến đổi một cái group thì tất cả các group giống nó sẽ biến đổi theo như thế này. Đấy. Vậy trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học những cái lệnh gì? Đầu tiên các bạn sẽ thấy khi chúng ta có một cái group, các bạn kích chuột phải, các bạn sẽ thấy chúng ta có những cái tổ hợp lệnh như sau. Chúng ta sẽ làm quen với lệnh này trước, đấy là lệnh edit group, kiếm tắt là E. Hoặc các bạn cũng có thể kích đúc vào cái group của chúng ta như thế này. Cái lệnh này sẽ cho phép các bạn đi sâu vào trong khối group và biến đổi các cái đối tượng con trong nó. Ở đây mình sẽ cho nó dài ra này, hoặc mình có thể là biến đổi cái điểm này. Đấy. Chúng ta có thể biến đổi các cái đối tượng con phía trong group. Và tất nhiên rằng khi chúng ta biến đổi những cái đối tượng con này thì các bạn sẽ biến đổi tất cả các group giống nó như thế này. Mình cũng có thể là vẽ thêm một khối con nó nằm ở đây chẳng hạn. Thì đấy là lệnh edit group. Và sau khi chúng ta vào được trong cái giao diện edit group này, chỉnh sửa xong, các bạn có thể kích vào finish để thoát lệnh. Đã xong. Lệnh tiếp theo mà mình muốn hướng dẫn các bạn đó là đôi khi các bạn có hai khối này, nó khi chúng ta thay đổi một khối, tất các khối còn lại nó giống nhau, nó cũng thay đổi theo. Giả sử như bây giờ mình muốn khối này thay đổi mà cái khối này nó sẽ không thay đổi theo thì chúng ta phải làm như nào? Giả sử đây mình sẽ copy ra một cái đối tượng nữa như này. Đấy. Thì để biến đổi cái khối này mà không dẫn đến thay đổi các cái khối con group thì chúng ta sẽ kích chuột phải và các bạn vào đây và các bạn chọn chế độ là Make Unique, tức là một biến đổi một cái khối group thành một khối group riêng đặc biệt. Các bạn có kích chuột phải và các bạn sẽ thấy chúng ta có công cụ này đây, tiếng tắt là M. Ngay khi chúng ta chọn lệnh đấy, các bạn sẽ thấy cái group này nó sẽ biến đổi, nó sẽ trở thành đối tượng khác với các cái group còn lại. Mình sẽ biến đổi khối này và các bạn sẽ thấy nó sẽ không dẫn đến các khối khác biến đổi theo như thế. Đấy, bạn sẽ thấy đấy chính là lệnh make unique, tức là lệnh tạo ra một group đặc biệt. Và lưu ý rằng bây giờ khi chúng ta copy cái group này và biến đổi nó như này thì các group khác nó cũng giống nó sẽ biến đổi theo. Lệnh tiếp theo mà mình muốn hướng dẫn các bạn đó là đôi khi các bạn muốn không cái group này nó không còn là group nữa mà nó trở thành các cái đơn vị con thì các bạn có thể kích chuột phải và chọn chế độ ungroup, phím tắt là U. Và các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có phím ungroup ở đây, Alt+U. Thì nó sẽ bảo rằng khi chúng ta chọn lại đấy, các bạn hãy chọn cái khối group mà các bạn muốn ungroup. Mình sẽ chọn khối này và mình finish. Thì các bạn sẽ thấy ngay lập tức cái group của chúng ta đã được bung ra và các đối tượng con nó sẽ riêng biệt như thế này. Đấy, có thể thấy. Thì đấy là những cái công cụ cơ bản nhất để các bạn có thể quản lý và sử dụng các công cụ group trong phần mềm Formit. Việc sử dụng hiệu quả các công cụ group này sẽ giúp các bạn dựng hình nhanh và tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.